Ok, và xin tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường triết lý mùa 5.5 nha anh em. Rồi, thì đã có khá là nhiều anh em đã comment cho mình những cái đội hình cực kỳ bá đạo. Nhưng mà trong trận đấu ngày hôm nay thì mình sẽ chọn ra một ý tưởng mình nghĩ là nó cũng khá là thú vị đấy. Đó chính là chơi về những đội hình mạ vàng đi. Đấy, làm nhiều vị tướng mạ vàng nhất có thể. Và hiện tại là cái con Vayne của chúng ta thì nó cũng đang rất là hot. Cho nên là trận này thì mình sẽ chơi đội hình để xem nào. Sivir mạ vàng kết hợp với một chút cung thủ và hiệp sĩ nữa nha anh em nhá. Và cũng như là mình sẽ cố gắng lên nhiều 3 sao nhất có thể. Xem trận này mình có thể lên được bao nhiêu tướng 3 sao. Nhưng mà nó phải phù hợp một chút kiểu như là xác định chơi Vayne luôn ấy. Thì mình sẽ kết hợp với chắc là trận này mình sẽ chơi tạm 4 suy vong thôi. Nhưng mà vừa nhìn qua là thấy một ông cạnh tranh ở đây. Hơi mệt rồi. Xem nào. Chúng ta có Midfielder nữa này. Hợp lý. Mình đang cố gắng tìm thêm một chút long tộc để có thể kẹp thêm tìm kiếm con Ace anh em. Đấy. Nếu như nở trứng ra Ace thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều vàng. Cuồng đao cho Vayne là hoàn toàn hợp lý rồi. Đây, tạm thời thì cho Midfielder ra ngoài một chút. Ai đây? Ui dồi ôi, nhìn qua là chơi vệ binh kết hợp với chiến binh rồi. Đã lắp luôn một cái áo choàng lửa cho Olaf, khá là khét. Bên này chúng ta bắn cũng rất là đau nha. Bắn anh ơi, không xong rồi, bị tiếp cận rồi. Mấy con Nautilus này, con Nautilus thì nó kiểu hất tung ấy, kiểu khó chịu vãi nồi. Hất tung làm choáng đấy, câu kéo rất nhiều thời gian luôn. So với mấy cái con như hiệp sĩ khác thì mình nghĩ con Nautilus là con ghê nhất. Còn Leona hay là gì đấy thì mình cảm thấy như là nó vẫn bình thường, nó chỉ trâu thôi. Rồi gặp sát thương chuẩn thì chúng ta cần có những cái con khả năng khống chế thì vẫn hơn. Zira hiện tại mình đang cấp độ 5 cho nên là mình đang muốn tìm kiếm Vayne 3 sao. Đây, Zira 2. Wow, thế là một Zira nữa, nhưng mà Zira chúng ta 2 sao rồi. Ông này thì chơi thiên thần, bắt threat các kiểu. Vệ binh pháo thủ, wow, Senna. Bên này thì ác quỷ hiệp sĩ. Nhìn từ vị trí của Pizza Trung Quốc. Wow, một ông chơi cạnh tranh mặt hàng siêu vong với chúng ta rồi. M2 hơi non. Ui, khả năng ông ấy chơi thiên thần bí ẩn à, thiên thần hiệp sĩ bí ẩn và một chút quân đoàn nữa. Đội hình nhìn rất chuẩn ạ, công thủ toàn diện luôn. Bán đi anh bên này ơi, không xi nhê rồi anh em ơi. Châu cái này, Leona châu vãi nổi. Mà anh em thấy một cái đường thẳng không? Dĩ ra chúng ta chói siêu đẹp luôn. Mà éo chết thằng nào. Tại vì tên mạng là vừa có hiệp sĩ lại vừa có bí ẩn nữa. Cho nên là ghê quá rồi. Ông này cũng cấp độ 6 nhưng mà có tận đến 50 tiền. Mà đổi lại mình cấp độ 5 mất hơn gần 50 máu rồi mà cũng chỉ có 50 tiền. Đấy, cuộc sống éo le quá rồi. Mình sẽ lấy một cái đây, thêm một cái cuồng đao nữa. Và nếu như mà kho vũ trang vòng 3.6 ra cho chúng ta thêm một cái cuồng đao xịn nữa thì mình sẽ lấy luôn, chơi với né ba cuồng đao. Còn kiểu như có một cái huyết kiếm hay là gì đấy, hoặc là cùng cung ấy. Ừ, mình thích cái cùng cung. Hai cùng đao một cùng cung mình nghĩ cũng rất là mạnh. Chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến theo nhá. Mà mình muốn chơi vầy này ba cùng đao xem như nào cơ. Hai thằng ngay Karim. Đây, cứ lắp hai cùng đao đã. Xe đại ca. Ủa, lần này thì chắc mình sẽ phải bán con này đi. Chúng ta có thể chơi được 4 suy vong mà. Nhưng mà vẫn chưa có turret. Leona Hecarim 2 này tạm ổn. Photon 2, ok. Bỏ long tộc luôn nha anh em nhá. Long tộc gì tầm này nữa. Tại vì chơi cái đội hình của chúng ta thì cần giữ máu nữa cho nên là long tộc tụt máu không phanh. Ui, bên này của chúng ta bây giờ đã thể được sức mạnh một chút rồi. Bắn đi nào, hay quá.
Anh em thấy không? Bắn như cái máy ạ. Còn vay ne này thì cũng nhiều anh em gọi là nó là vay bu. Vì nó bắn rất là kinh ạ. Bắn sát thương chuẩn các kiểu. Bữa nay là anh em lại hot chơi vay ne cơ. Nhưng mà khá là hên tại vì trận này không ai chơi cả. Uầy. Chúng ta không có cuồng đao rồi, có đại bác ánh sáng, có 40% tốc độ đánh nữa. Bên này thì 30% tốc độ đánh nhưng mà nó lại lan ra. Thì mình nghĩ là chúng ta nên ưu tiên cái cùng cung hơn. Bão tố Ruden. Tại vì cái này thì giúp cho vay nào chúng ta bắn tú lung tung luôn. Đây. Uầy, Galio luôn à. À, vừa bắn xét Zira đi các kiểu hết rồi. Bây giờ sao mà chơi được Long tộc Si Vong đây? À không, à đúng rồi. Long tộc Si Vong cung thủ. Nhưng mà bán đi tìm lại cũng khá dễ thôi. Nhưng mà không đam mê đâu anh em. Chơi Long tộc sẽ ao tao lắm. Oh, người anh em này thì chơi Thây Ma kết hợp với Olaf à. Thây Ma ác quỷ kết hợp với Ma Hấp Sư. Ui giời ơi, đấm nhẹ luôn. Ngon. Mấy cái ba đồ bán kinh thật anh em ạ. Thầy vị tướng mua tiền mình cảm thấy cũng khá là lỗi. Nhưng mà cũng khắc chế được nhiều đội hình lắm ấy. Không như mấy cái con Olaf các kiểu. Kiểu Olaf nó bị con Vayne bắn từ xa, không kịp tiếp cận rồi. Đúng không? Tiếp cận được nó bắn mẹ toác đầu ra rồi chứ còn gì nữa. Hylesin Suraka của Ragaz. Xem nào, Poppy nào. Uầy, ba con đều ngon cả. Ace 2 luôn. Trận này Ace độ quá nhở. Mẹ cấp 6 thôi mà roll mẹ. Đều như bắt tranh như này. Đã vậy thì mình phải mạ vàng luôn Ace này mới được. Cái gì đây nào? Zira, ui ôi lại Long tộc. Còn con Galio này mình sẽ để tạm đây thì có gì bắt thêm hiệp sĩ nha anh em. Oh, Thread. Thread thôi, tạm vào đây đi. 4 suy vòng. Giác à? Sắc thiết giáp. Bây giờ chúng ta cũng có thể lắp thêm một cái cung xanh nữa rồi. Ui, cái gì đây? Vãi nồi, nhìn thấy Velcot là mẹ thấy mệt lắm luôn anh em. Kiểu mẹ. Mới 4-1 thì mình cũng nghĩ là cũng muộn. Khi mà có Velcot nhưng mà nhìn nó cứ ám ảnh kiểu gì ấy. Nó mẹ xịt một phát là bay máu hết tim mình rồi. Trong cái đấy thì vay neo của chúng ta mới 1 sao thôi. Bắn nào. Vay neo của chúng ta bây giờ thì rất thích đám ác quỷ này. Bắn lan ra đa mục tiêu. 3 đầu 6 tay. Đi. Một mình anh Kret. Chúng ta chỉ cần bảo vệ cho vay neo bắn là được nha anh em. Vay neo của chúng ta chắc là mình chỉ chơi 2 cung thủ thôi, không chơi nhiều cung thủ đâu. Tại vì chúng ta cần phải mạ vàng thêm những vị tướng còn lại trong tộc Duy Vong nữa. Là Big Fortun, Thread, Hecarim. Đấy. Mình sẽ chọn một cái gậy đi. Hecarim nè. Oh, Thread. Bằng con Poppy này đi. Tiếp tục là một Hecarim. Thread 2, quá ngon. Còn giữa Nautilus và Leona thì chắc mình sẽ chọn Nautilus để có thể cùng chơi mấy cái thành tanh hàng đầu. Kiểu mấy ông xếp mấy cái con châu châu như là Irelia và Olaf. Đấy, Yasuo các kiểu. Đấy. Chúng ta có thể tận dụng con Nautilus này cùng chế. Tăng thêm cái thời gian cho vay neo của chúng ta bắn. Thế đấy thì mình nghĩ rất là hiệu quả. Má nhìn. Má Velcot nhìn. Con nòng nòng này. Đáng sợ vãi. Bên này là ai đây? Time Breaker. Ôi giời ơi, tà thần kết hợp với sát thủ à? Hình như là cũng chưa có sát thủ. Mà mình nghĩ ông này chơi chiến binh ấy. Thay vì chơi con Nocturne này. Cũng cấp 7, 50 tiền luôn. Anh em úp cấp nhanh ấy nhở? Mẹ ớ hiểu cái gì luôn. À, nãy giờ mình thua mới thắng được dãy vài trận thôi. Cũng trận này, trận công nhận là trận này anh em mẹ úp cấp nhanh thật. Ảo đấy. Nhưng thôi không sao. Mình sẽ lấy vàng đầy người. À lấy. Đúng rồi, lấy 3 sao đầy người.
Boom. Gọi là quên mất, nãy giờ mình toàn roll thôi chứ đâu có úp cấp đúng không? Làm sao mà cấp sau? Thường thường thì vòng 4.1 là mình hay úp cấp 7 lắm. Kiểu như là chúng ta tìm kiếm con Galio chơi Nam Long tộc ấy. Vừa nãy bị bất nghiện Long tộc lại rồi. Chơi Long tộc nhiều cuốn quá anh em. Bên này là anh em chơi chiến binh. Chơi tận 2 con Pai luôn. Chiến binh vệ binh đây. Chúng ta có thể dồn trang bị cho rắc bẩn. Bắn đi. Hay quá. Nice. 5 trận thắng liên tục với con Vayne rồi. Không hiểu tại sao mà con Vayne này nó đam ảo lắm. Vì cả kết hợp với cái củng cung này nữa. Mà mình lắp trường 2 cuộc đao thì bắn như cái máy thật anh em ạ. Thế anh em thì lắp 2 củng cung lắp 1 củng đao 2 củng cung ngon hơn hay là lắp 2 củng đao 1 củng cung? Hãy comment ngay cho mình biết nhá. Chắc là mình sẽ lấy em biết lấy gì luôn. Lấy BF này đi. Lấy BF bây giờ thì chúng ta có thể lắp cái tụ bão xe ke. Mà tụ bão nữa thì mình nghĩ là chẳng mấy chốc mà lên 5 chấm tốc đánh đâu. Tại vì nó có giới hạn là 5 chấm thôi. Nào, vô nào. Còn gì không nào? Mifoton, Leona. Tạm thời ưu tiên Leona xem có lên được 3 sao hay không nhá. 3 thằng Nautilus ạ. Thôi 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 thôi. Này phải cho Leona đi thôi anh em ơi. Bây giờ là có vẻ hơi lấn chiếm slot. Nhưng mà càng nhiều 3 sao thì càng tốt đúng không nào? Ui dồi ôi, bên này thì Olaf đây, Olaf vệ binh đây. Mày thì chơi hai con carry, đó chỉ là Senna với cậu Olaf. Anh em thấy không? Anh em của tôi bắn mẹ chẳng mấy hồi đâu. Yure chặn sát thương như thế nhưng mà vẫn phải bay màu thôi. Đi. Quá khỏe ạ. Bắn đây đúng là bắn như hack rồi đấy. Mình đã loi nhoi lên vị trí top 4 rồi anh em. Trong cái đấy thì Visa Trung Quốc thì cũng đã phải vừa tạm dừng cuộc chơi. Mà người chơi úp cấp nhanh như này thì sống sao nổi. Đây. Lần này thì mày bắt anh Mick Horton rồi. Ok, tạm thời thì không roll nữa. Thì roll bây giờ nó ra cho mình thêm một con Nautilus nữa thì vỡ mồm. Kiểu để tự ra thì chúng ta vẫn có thể xoay sở bằng cách úp cấp hay là gì đấy. Chứ bây giờ mà roll ra thì khó lắm. Ra thêm con Vayne hay là Mick Horton thì nó lại khác. Ra luôn anh hay Karim thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều slot luôn. Cái gì đây? Lucian. Ui, Lucian thuật sĩ này. Nhìn ghê vậy. Nó sấy một phát thì con Vayne của chúng ta cũng hơi mệt. Đi rồi. Pha này chắc là bị thua. Mất chuỗi thắng rồi. Ui, Mifoton bị đứng hình rồi. Cái gì đây? Ui dồi ôi, má thua đó nhỏ thì thôi chứ. Má thằng Lisa phải thả đạn bằng Bluetooth. Nhưng mà tầm có vẻ hơi ngắn, cho anh ta vẫn chưa vơi tới được. Tiếp cận thì nó bị bắn bay màu mẹ rồi. Cay vậy. Đây, Thread đây. Sẽ tạm thời là phải bỏ đi con nào đây. Thôi bỏ qua đi. Tại vì mua bây giờ thì cũng chả không lên được Thread 2 ấy. Nhưng mà nó sắp lên 3 sao thì mình sẽ ưu tiên nó hơn một chút. Thành công thì phải bỏ qua nó rồi. Đồ gì đây nào? Tức là một cái cung nữa. Và lại một cái găng. Uầy. Vayne này ngon này. Hecarim 3 ngon. Còn gì nữa không nào? Hai con Thread bình. Lắp đồ. Một cuồng đao. Một cung xanh, một vô cực. Ủa, xe đồ này thì mình nghĩ cũng rất chất. Nhưng mà chơi Vayne phiên bản phá giáp nó bắn sát thương chuẩn rồi nhưng thì cái combo này có vẻ hơi thừa chút. Nhưng mình nghĩ là trận này nhiều anh em chơi thiên thần cho nên là cũng không có gì phải tiếc cả. Ai đây? Đây này, ông Velcot 2 rồi đây này.
mấy cái đội hình trâu như này thì chúng ta cần phải sử dụng mấy cái combo như này. Bắn thì nó mới vào đam được. Ừ. Bắn néo xi nhê chẳng. Đấy anh em thấy không? Bắn vào nhát thôi là bay màu rồi. Sợ liền binh lời ăn. Threat 2. Ui hai con Threat. Mẹ roll lần nào cũng như này thì chẳng mấy chốc lên hết 3 sao đâu anh em. Chỗ này mình sẽ ưu tiên 6 con đang chơi đấy nhá. 6 con này 3 sao đã ưu tính. Còn lên được thêm con gì thì phải giữ được máu hay không đã. Hôm nay thì bắt khá nhiều Nautilus. Đầu co thì cũng đã chuyển sang vị trí thẳng mặt mình luôn. Ờ nếu mà xếp chéo góc như này thì sẽ bị Threat của chúng ta kéo, cho nên là cũng chả sợ lắm. Người anh em này thì vẫn giữ nguyên trang bị cho Olaf. Vẫn hình như là vẫn chưa có Olaf để thay. Thay đổi cho Lucian kìa. Này thì Lucian. Senna bắn cũng kinh đấy. Nhưng mà cũng phải bay màu thôi. Cũng nhận hai con mẹ cung thủ của chúng ta bắn đam ảo ma Canada thật. Tiếp tục là một Nautilus nữa. Threat Painter. Ok. Vậy là chúng ta còn thiếu hai con Painter nữa là chúng ta sẽ lên được Painter 3. Đổi lại thì Mifoton vẫn còn 3 con. Ace vẫn 3 con nữa. Sau tướng 3 sao. Ai đây? Ôi giời ơi. Máy chiếu này. Hôm nay hình như là cũng chơi vệ binh. Có 3 sao với cả Irelia rồi. Nhìn ghê phết đấy. Bắn đi. Ui giời, bị choáng mất rồi. Bắn tiếp nào. Ai chà. Vẫn không lại anh em ạ. Cái gì thế này? À, vừa rồi vẫn bị choáng được. Đèn quá. Cái xe nào. Ui dồi ôi. Phép đi chợ lần này thì chúng ta có một cái bao tay đạo tặc. Mình nghĩ cũng rất phù hợp với đội của chúng ta. Nhưng mà cái đập vào mắt mình hơn nữa đó chính là con Vayne cầm một cái bột xanh. Con Vayne này thì cũng sử dụng nước mắt cho nên là nó tự bay cái bột xanh này ra thôi. Cho nên là lấy cho nó dễ lên được 3 sao cũng đầu tư nha anh em nhá. Đấy, tướng không có năng lượng không thể dùng bột xanh. Nó tự bay ra. Và chậm bột xanh này thì chúng ta có thể lắp cho Mifoton là quá là hợp lý. Rồi. Một con nữa thôi mà chả thấy đâu. Đấy, bình chưa. Xếp vây này qua bên này. Mất công bị thằng Velcott nó xịt nữa thì đau lắm. Đấy. Ok là chưa. Ai đây. Ui dồi ôi. Đập ngay top 1. Đây lại Velcott rồi đây. Xem lần này vây đen của chúng ta có thể hiện được sức mạnh hay không đây. Kéo vào mồm. À kéo vào mồm thằng Kele. Để nó lại xịt tiếp này. Đúng rồi. Cái lý do mà mình bắt con Ace thay vì những cái con như là Virus, AP là nó được cái thêm khả năng khống chế. Đấy. Kiểu như mấy cái thằng carry 4 tiền thì là Kappa, Velcott, Draven gì đấy. Thì rất là sợ bị khống chế. Cho nên là mình sẽ chọn Ace với khả năng bắn đại bằng tiện. Nên cho mấy ông là con Ace này còn chưa có Sojin đấy. Sojin là mẹ nó bắn tên cho thì mẹ đứng hình hết. Đúng không anh ạ? Quá chất. Rồi. Ui, mẹ anh em bay màu nhanh quá. Trận này cũng chỉ còn có 4 người thôi. Xem qua xe lại thì gặp ai đây? Ai chà chà. Máy chiếu à? Chuyển rồi. Mà vẫn bị dính rail. Hôm nay thì dồn khá nhiều trang bị phòng thủ cho Irelia và Zack. Bắt khá nhiều Nautilus của mình. Mình em này chắc là cũng muốn lên Nautilus 3 đi mà. Để xem ai lên được trước. Ok.
Được chưa? À, nhưng mà không lên được Vayne 3 thì có vẻ hơi toang đi nhở. Trận này bắt buộc phải lên được Vayne 3. Có mỗi con nữa thôi mà. Đồ gì đây trời? Final. À, đồ này mà ném cho Draven thì khỏi phải chê rồi. Mình rất tiếc trận này mình không chơi Draven. Uầy, có Midfortune. Còn hai con nữa thôi. Nhưng mà Nautilus cũng chỉ còn hai con. Mình sẽ tạm bàn Nautilus đi tại vì mình chưa dồn trang bị cho nó. Không là cái round này sẽ ra cho mình con Vayne hoặc là Midfortune. Nên 3 sao đỡ bị bán với thanh niên kia đi. Để xem nào. Hai cái đại bác này thì cho con nào cho nó đẳng cấp đây anh em, siêu cấp VIP Pro đây. Đây Midfortune 3 này. Còn gì nữa không? Ui, hai con Nautilus. Mẹ, hồi nãy mà giữ lại thì ngon rồi. Đã vậy thì mình sẽ chơi Nautilus phiên bản Bluetooth. À, tấu của mẹ hài rồi. Nào, Vayne đâu? Chả thấy Vayne đâu cả. Con Nautilus này thì cũng ok đấy anh em. Tại vì Threat thì mình cũng đã chơi thử hai đại bác rồi. Cái tầm đánh của nó cũng khá nhiều rồi cho nên là cũng không vui lắm. Đấy, anh em thấy không? Bây giờ thì Nautilus của chúng ta đấm bằng Bluetooth rồi đấy. Mày này, cho bay mình lên trời luôn. Ui rồi. Đi nhẹ 14 tiết. Đau phết đấy nhở. Cái vô cực này chưa biết lắp cho ai. Xe nào. Bắt xe, ok. Bắt xe đi. Còn ăn xe nữa thôi. Đâu hết rồi. Cái gì đây đen vậy? Đây ăn xe 3. Ủa chúng ta thêm một cái bao tay. Quá ngon. Hay cao rim. Có gì nữa không nào? Kéo thấy vậy. Vayne 3 rồi anh em ơi. Một con Nautilus nữa. À người anh em cũng đã chuyển vị trí sang bên này rồi. Rất khôn ạ. À. Kéo mày này. Ui xong đợi nó xịt rồi kéo. Nhưng mà vẫn chưa tích đủ mana. Rồi xong rồi. Vẫn còn AC à. Hay quá. Nice. Bắn hết. Mất bay này thì vẫn còn AC anh em ơi. Bên này thì sao? Mình thiết giáp vệ binh. Khá trâu đấy. Và đối đầu với Lucian thuật sĩ thì hơi khó khăn rồi. Để cho cái ông ngoại top 4 đi đi. Để anh em mình còn lên được Nautilus 3 đúng không anh em? Đâu rồi? Đây, ít ông phải lên được Vayne chứ. Nautilus luôn đi. Đấy, ngại gì vết bẩn. Có được in vàng chóe lửa như này thì chơi nó mới ghiền được anh em. Chúng ta có một cái vút bẫy này, tận dụng nhá. À, nhưng mà dàn tanh đúng là hơi ít thật. Chúng ta chỉ có mỗi Hecarim với cả Rail thôi. Ui giời, anh em cũng chơi mạ vàng luôn. Nào. Ui giời, Phaeton nhả đạn đi. Hay quá. Thả đạn này thì nó ngăn khả năng hồi phục máu nha anh em nhá. Con rắc của các bạn nhìn cũng kinh lắm. Bên này thì Velcot khả năng là vẫn ăn được. Velcot tiên thần mà anh em. Tiên thần bí ẩn thiết giáp hiệp sĩ quân đoàn. Kinh quá. Xe nào. Ui chả có gì ngon thế. Tụi bã Zeke cũng được này. Nhưng chắc là mình sẽ lấy một cái găng bổ thạch đi. Cho Midfortune cho nó chất anh em nhỉ. Hay găng bổ thạch cho mẹ Nautilus đi cho nó. Thủy lôi tầm nhiệt cho nó mẹ. À mỏ neo địa chấn. Sorry anh em. Bên này thì mưa đạn. Thôi cho Midfortune cho chắc. À lắp đấy cho Nautilus anh em bị cười thôi. Đây mình sẽ cùng xem đám đội hình 1-2 tiền. Mà có 2 con 3 tiền thôi. Lên được đám này 3 sao là auto top 1 nha. Thôi không chơi nào thì đặt Bluetooth nữa, nguy hiểm lắm.
Mình đã đảo bị vị trí sang bên này rồi. Mấy là người anh em Velcot đã đổi sang bên kia chưa? Mấy anh em bắn mẹ bao ghê rồi. Này thì Axan 2. Đội hôm nay chơi long tộc khá nhiều năm tiền. Cho đi luôn đi, 18 máu. Boom, sắp lên được Galio 3 rồi nhưng mà A đã tạm biệt cuộc chơi luôn. Khá nhỏ. Đây. Như này chắc ổn áp lắm rồi đấy. Hôm nay khả năng sẽ chuyển sang vị trí bên kia. Nhưng mà mình chỉ sợ mỗi con Viego nó bắt thôi. Đương nhiên là hôm nay sẽ chuyển Velcot sang bên kia rồi. Mình sẽ để xem là hứng được hay không. Đấy, chuyển rất nhanh nhá. Sử dụng cái trick kia. Chúng phím cài đặt. À, Viego này. Ủa, bị hút mất Axe rồi. Má, không là bắn cái mũi tên vào đầu thanh niên kia rồi. Ui, ông này vẫn không ăn được sao? Chứng tỏ đội hình của ta vẫn rất khỏe. Em hai hơi non. Lại thêm một cái quỷ thư. Giờ không biết nhét vào đâu. Ờ, 30 tiền, 40 tiền là lên cấp luôn này. Chúng ta có thể úp cấp và thêm một thiết giáp là cũng được luôn. Thế ra chúng ta tìm rác thôi. Nhưng mà lấy rác đâu ra bây giờ? Hơi khó đấy. Leona này ông ấy chuẩn bị thay đồ cho Garen rồi thì phải. Ui, Nico ạ. Cứ như có thanh niên gấu nữa thì mình nghĩ là cái quỷ thư này ngon lắm. Úp cấp luôn nhá. Đồn ra được cái gì thì chơi luôn. Ui, Volibear luôn này. Phải nổi. Úp cấp 8 luôn. À, thôi. Tôi cần anh rắc cơ. Tôi chỉ cần mỗi rắc thôi. Thì có thể kích hoạt thêm thiết giáp cho đẹp đội hình. Nhưng mà chả thấy đâu. Cái Nico này chắc để trận sau dài rồi. Má, đội hình Virgo 2. Đây. Virgo 2. Gwen 2, Kele 2. Đội hình rất nhiều năm tiền. Đã có thêm Velcot mẹ xịt đau này nữa. Thế nhưng mà lại không lại mấy cái thanh niên 1-2 tiền này. Ảo thật đấy nhở. Đấy, anh em thấy ảo chưa? Rồi ôi, đi luôn. Đi cô. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay hãy đừng quên để lại cho mình một like nha. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye anh em.